Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 3 năm 2018, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Đoàn công tác ủy ban an toàn giao thông quốc gia làm việc khi tỉnh Bạc Liêu về tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 2 tháng đầu năm, Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018 Trường tiểu học Trần Kim Túc điểm sáng trong thực hiện có hiệu quả phong trào xã hội hóa giáo dục ở huyện Học Dân. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2018, tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 22 xã. Thành phố Bạc Liêu được công nhận là thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đó là mục tiêu quan trọng được đề ra tại Hội nghị Tổng kết Công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai nhiệm vụ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Quỹ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Ái Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo một số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Năm 2017, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã quy động tổng nguồn lực hơn 978 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỉnh có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt gần 14,69 tiêu chí. Quyện Phước Long đã được công nhận quyền đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương đã có nhiều cách làm hay trong thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là năm qua, các địa phương đã kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cũng đã phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện nông thôn mới, đề xuất kiến nghị với các cấp, ngành, tháo gỡ những khó khăn dướng mắt trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Quang Dương đề nghị cả hệ thống chính trị phải quán triệt nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp các ngành, các địa phương – với mục tiêu quan trọng hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn bền vững. Từng tiêu chí nhất là các tiêu chí khó phải có giải pháp cụ thể trong thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã đạt phải tập trung cho việc nâng cao theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Với tất cả tình cụ thể của chúng ta thì tôi đề nghị 2018 ta tập trung vào trọng tâm trọng điểm để nâng cao cái chất lượng và đưa việc xây dựng nông thôn mới của chúng ta vào chiều sâu và bền vững và tôi đề nghị là chúng ta không chạy theo tiêu chí phải làm quyết liệt làm có chiều sâu làm bền vững tránh hình thức và phải đi đúng cái mục tiêu là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân và để phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn nông thôn một cách bền vững. Và thực chất đây là chúng ta đang thực hiện cái quá trình phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Kinh tế nâng lên thì người dân phải được hưởng lợi. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu năm 2018, ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp và cả hệ thống chính trị tập trung cao độ trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho xây dựng nông thôn mới phải được phân bổ cụ thể, có trọng tâm trọng điểm cho từng xã, từng chỉ tiêu không dàn trải. Đối với tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, các ngành tỉnh tiếp tục tăng cường cho cơ sở trong thực hiện những mô hình hay trong công tác giảm nghèo bền vững. Đã qua chúng ta thấy là các ngành tỉnh nó làm công tác đỡ đầu hộ nghèo đó thì thấy có hiệu quả hơn. Thành ra cái chỉ tiêu này năm nay ủy ban tỉnh sẽ giao nhiều hơn cho các ngành tỉnh nữa. Bởi vì ngoài cái việc mà ngành tỉnh các đồng chí có nguồn lực vận động dễ hơn, rồi các đồng chí còn có quan trọng các chỉ có kinh nghiệm nhiều hơn. Đó thì tôi nói ví dụ như công an làm rất tốt nè rồi một số ngành thì năm nay sẽ phân bổ nhiều hơn để các đồng chí tập trung cho giúp cho những xã mà đang trong tình trạng là là cái giảm nghèo khó khăn trong đó ưu tiên cho các xã đạt tiêu chí năm nay. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Thành Trung cũng lưu ý các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần rà soát tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng các nội dung tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nông thôn mới kiểu mẫu việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, các cấp có liên quan và tổ chức mặt trận đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, tăng cường công tác giám sát về thực hiện xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác kiểm tra hiệu quả hoạt động của các công trình gian hóa, hệ thống chợ ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới để kịp thời kiến nghị Trung ương điều chỉnh, tránh lãng phí nguồn lực. Thưa quý vị và các bạn, từ lần đầu tiên diễn ra vào năm 2003, đến nay tháng thanh niên đã trở thành hoạt động truyền thống của tuổi trẻ cả nước, trong đó có tuổi trẻ Bạc Liêu. Tháng thanh niên là cao điểm tuổi trẻ Bạc Liêu phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội và tập trung cho công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội ngày càng vững mạnh. Nhiều năm qua, tháng thanh niên của tuổi trẻ Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Tiếp nối thành công đó, những ngày đầu tháng 3, tuổi trẻ Bạc Liêu tổ chức ra quân tháng thanh niên năm 2018 với nhiệm vụ trọng tâm là dồn sức trẻ xây dựng nông thôn mới và địa bàn trọng điểm là xã Dĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Với chủ đề tuổi trẻ Bạc Liêu sáng tạo xây dựng đất nước, tháng thanh niên năm 2018 được tỉnh đoàn Bạc Liêu triển khai trong toàn tỉnh từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 3. 100% cơ sở đoàn trực thuộc tỉnh đoàn thực hiện ít nhất một công trình thanh niên xây dựng dân minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tháng thanh niên năm nay cùng với các hoạt động công trình được thực hiện trong toàn tỉnh, tỉnh đoàn còn tập trung nguồn lực dồn sức vào địa bàn trọng điểm là xã Dĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Từ năm 2012, Dĩnh Bình là xã được ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo. Với nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, Dĩnh Bình đã đạt 15 trên 19 tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Để hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm nay, cùng với nguồn lực nội tại, xã Vĩnh Bình rất cần có sự tiếp sức của các cấp các ngành về phía đảng bộ xã Vĩnh Bình, tụi tôi đôi rất vinh dự được tỉnh đoàn chọn làm điểm để tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên và đồng thời cũng nhân dịp lễ này thì tỉnh đoàn đã kêu gọi về thực hiện nhiều công trình phần việc trên địa bàn. Đây là những công trình mang tính động lực để giúp cho xã tụi tôi đôi để sớm thực hiện thành công các cái mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, về phía về địa phương tụi tôi đôi rất trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh đoàn và các cái đơn vị hỗ trợ công trình phần việc. Về phía địa phương thì tụi tôi đôi rất trân trọng và sẽ cố gắng duy trì bảo quản và phát huy tốt hiệu quả các công trình do đảng thanh niên lại. Đặt trọng tâm vào xây dựng nông thôn mới và trọng điểm là xã Vĩnh Bình. Trong tháng thanh niên năm nay, tỉnh đoàn bạc liêu tập trung triển khai nhiều công trình phân diện thiết thực cùng chung tay góp sức với xã. Các cơ sở đoàn trực thuộc tỉnh đoàn tùy vào thế mạnh khả năng của mình đã chọn ra các công trình phân diện cụ thể để bắt tay thực hiện nhằm giúp xã Vĩnh Bình hoàn thành mục tiêu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đơn cử như đoàn cơ sở trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Giới thiệu mạnh là tổ chức đoàn của những học viên kỹ thuật điện cơ khí đã xung phong đảm nhận công trình thắp sáng 2 km đường giao thông nông thôn. Đoàn trường đã chọn là công trình là thắp sáng đường quê một tuyến đường 2 km. Cụ thể đối với công trình thắp sáng đường quê thì đoàn trường sẽ làm cùng với lực lượng bên đoàn sẽ căng dây điện và cũng như làm thắp sáng bóng đèn cho những ấp mà có hiện tại là đường điện nông thôn ở các tuyến lộ là chưa có. Tỉnh đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhằm phát huy trách nhiệm của đoàn viên, tổ chức đoàn ở khu vực đô thị, tạo ra nguồn lực hỗ trợ nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm triệu đồng đã được quy động để hỗ trợ nhà nhân ái, giúp vốn cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho hộ nghèo, học sinh nghèo và các hoạt động an sinh xã hội khác. Tỉnh đoàn cũng tranh thủ các cái nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ trọng tâm là các cái tiêu chí về ví dụ như là về giúp đỡ hộ nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, rồi sau nhà nhân ái, làm đường, làm cầu và trồng cây xanh, các cái hoạt động uh, khác trên địa bàn huyện Hòa Bình, uh, trên địa bàn xã Vĩnh Bình thì uh, gắn phấn đấu là từ đây đến cuối năm thì uh, giúp cho xã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới. Trong tháng thanh niên năm nay, tỉnh đoàn Bạc Liêu còn tập trung thực hiện việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn ở xã Vĩnh Bình, bởi cùng với nguồn lực quy động từ bên ngoài, tổ chức đoàn tại cơ sở của xã phải mạnh thì việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở mới có chiều sâu và hiệu quả. Tổ chức đoàn mạnh mới có thể làm tốt vai trò xung kích của mình trong vận động tuyên truyền cùng với các tổ chức đoàn thể khác quy động sức dân vào xây dựng nông thôn mới. Chuyển sang những thông tin khác, vào chiều hôm qua, đoàn công tác Quỹ ban an toàn giao thông quốc gia do ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Quỹ ban an toàn giao thông quốc gia làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 2 tháng đầu năm, Tết Nguyên đáng Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh Phan Như Nguyện, cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, lãnh đạo Quỹ ban dân các huyện, thị xã, thành phố. Trong 2 tháng đầu năm, Bạc Liêu xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ giảm 4, số người chết giảm 4, số người bị thương tăng 1. Riêng trong 7 ngày Tết Nguyên đám Mậu Tuất 2018, Bạc Liêu xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 1 người. Bạc Liêu có nhiều lễ hội, hầu hết được tổ chức chặt chẽ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, thu hút đông khách nhất là điểm du lịch tâm linh, quán âm Phật Đài, thành phố Bạc Liêu, nhà thờ Tắc Sậy, thị xã Gia Rai, chùa Hương Thiện, quyện Vĩnh Lợi. Ban an toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các ngành các địa phương xây dựng kế hoạch có phương án phòng chống ủng tắc giao thông và tai nạn giao thông. Qua đó, tại các lễ hội xuân 2018, không xảy ra ủng tắc giao thông và tai nạn giao thông. Ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, ghi nhận nỗ lực của tỉnh Bạc Liêu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thời gian qua. Ông Hùng đề nghị Bạc Liêu cần tăng cường lắp đặt, vận động nhân dân làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo đường phụ ra đường chính, gắn giấy phong trào xây dựng nông thông mới, tăng cường thực hiện cưỡng chế thi hành đối với các phương tiện vi phạm được thu hình qua camera. Riêng đối với lễ hội Nghìn Ông năm 2018, huyện Đông Hải cần quản lý chặt tàu ghe, sắp xếp đội hình ra khơi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, kiên quyết không cho các ghe nhỏ không đủ điều kiện tham gia. Ông Quốc Việt Hùng cũng đề nghị Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền xử lý vi phạm nồng độ cồn, trong đó công chức đảng viên phải là những người bị xử lý trước nhất nếu cố tình vi phạm. Hôm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn liên tịch thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân năm 2018. Ông Đinh Hoàng Thơm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy cùng các thủ trưởng của Ban Chỉ huy Quân sự 7 huyện thị xã thành phố. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh luôn chú trọng công tác tập hợp, tạo điều kiện cho cựu quân nhân tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ. Toàn tỉnh hiện có 107 câu lạc bộ, gồm 64 câu lạc bộ ở xã, phường, thị trấn, thành phố, 43 câu lạc bộ khớm ấp. Hầu hết các câu lạc bộ đều được các cấp quỹ đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao trong phong trào xung kích, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Việc thành lập câu lạc bộ cựu quân nhân nhằm thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, xác định rõ nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị dự bị động viên, động viên quân nhân dự bị phát huy bản chất bộ đội cụ hồ, nâng cao chất lượng chính trị, tập hợp cựu quân nhân và câu lạc bộ nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng địa phương, tham gia bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Rai Đỗ Minh Thắng có buổi làm việc với đơn vị thi công tuyến đường quốc lộ 1A Phong Tân để nghe báo cáo tiến độ thi công dự án. Dự án xây dựng tuyến đường quốc lộ 1A Phong Tân gồm 4 gói thầu có tổng chiều dài là 5.100 m do Ủy ban dân thị xã Gia Rai làm chủ đầu tư. Hiện thị xã đang triển khai gói thầu số 4 là xây dựng phần đường và cống ngang đường với tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay tiến độ thi công gói thầu số 4 mới chỉ đạt 35% khối lượng công việc so với kế hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Gia Rai Đỗ Minh Thắng đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình theo trình tự các bước nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng thi công phải có giải pháp kế hoạch cụ thể thực hiện từng giai đoạn trong gói thầu và có báo cáo về chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn tất việc giải phóng mặt bằng nhằm sớm hoàn thành tuyến đường theo kế hoạch đưa vào phục vụ việc đi lại của người dân Thời gian qua, cấp quỹ đảng chính quyền và các ngành đoàn thể trong huyện Phước Long luôn quan tâm công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước, đặc biệt là đối với nguồn nước ngọt, việc khai thác và sử dụng phải tiết kiệm hợp lý, bảo vệ ổn định nguồn tài nguyên nước hiện tại cũng như lâu dài. Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Long, toàn huyện có trên 28.670 hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, chiếm tỷ lệ trên 99,5% so với tổng số hộ dân trong huyện. Trong số này có trên 17.690 hộ dân sử dụng nước sinh hoạt thông qua các trạm cấp nước tập trung, số hộ còn lại sử dụng nước sinh hoạt giếng khoan hưởng ứng ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm nay, quyền phước long phát động các ngành các cấp đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức của toàn xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, khắc phục kịp thời tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, khai thác sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm hiệu quả và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường, trong đó có việc quản lý khai thác nguồn nước ngầm. Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ mạng lưới trường lớp bố trí phân tán theo địa bàn dân cư với hàng trăm điểm trường lẻ, cơ sở vật chất thiếu thốn, số lượng trường đạt chuẩn quốc gia đếm trên đầu ngón tay, nhưng sau 18 năm điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay mạng lưới trường lớp ở huyện Hồng Dân được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, theo quy hoạch hợp lý và đã có 22 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Một trong những nguyên nhân đem lại thành công ấy bắt nguồn từ việc phát huy tốt phong trào xã hội hóa giáo dục trong đó có việc người dân tình nguyện hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất để xây dựng trường đảm bảo tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Điển hình trong triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xã hội hóa là trường tiểu học Trần Kim Túc. Trường tiểu học Trần Kim Túc được thành lập cách đây 10 năm. Ban đầu trường chỉ có 8 phòng học để dạy 13 lớp. Nơi làm việc của ban giám hiệu chưa được xây dựng mà phải mượn tạm phòng học để hoạt động. Bàn ghế học sinh, các trang thiết bị dạy học và phục vụ cho hoạt động của nhà trường rất hạn chế thiếu thốn. Do vậy để thực hiện đạt lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là việc khó có thể làm được, nhất là diện tích đất không đủ để nhà trường xây dựng thêm lớp học và sân chơi bãi tập. Trong lúc đang gặp khó khăn thì nhà trường được gia đình ông Hồ Cảnh Sến ở ấp Chủ trọt tự nguyện hiến đất để xây dựng. Hiện nay điểm trung tâm của trường đã có 12 phòng học lầu, các điểm lẻ đều được xây dựng kiên cố, không còn phòng học tạm và phòng cấp 4 như trước. Khuôn viên trường rộng hơn 6.000 m2, trong đó mỗi học sinh có gần 20 m2 để học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí. Trong khuôn viên rộng hơn 6.000 m vuông đó, gia đình ông Hồ Cảnh Sến đã hiến tặng gần 4.000 m vuông đất trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tự giác mà không đòi hỏi quyền lợi gì về vật chất. Cái tiếng danh ông là ông chủ chọt nổi dậy chống Pháp. Trước đây, rồi tôi thì thế hệ sau này thì tôi thì không có cái gì góp chi sức với nhà nước một chút nhỏ cho cho con em nó đi học được gần gũi rồi, rồi, trường điểm rồi xây trường điểm ở đây cho nông dân ở đây con em nông dân là nó dễ hơn Ngoài ông Hồ Cảnh Sến, những năm qua trường tiểu học Trần Kim Túc cũng nhận được sự đóng góp về nhiều mặt như ngày công lao động, trang thiết bị dạy và học, cây xanh qua kiển của đông đảo người dân, cha mẹ học sinh qua các thế hệ, đội ngũ thầy cô giáo và các mạnh thường quân gần xa. Đây là động lực để ban giám hiệu trường tiểu học Trần Kim Túc tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quyết tâm hoàn thành trong năm học 2017-2018 này. Từng giáo viên chúng tôi không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên ngôn nghiệp vụ, trao dồi phẩm chất đạo đức và từ đó thì làm tốt công tác chủ nhiệm là học sinh đã đạt được nhiều thành công. thì ngoài việc trao dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì chúng tôi cũng thường xuyên tạo cảnh quan sân trường cho sạch đẹp để tạo cho học sinh thường xuyên học tập được tốt hơn. Đối với học sinh thì trong cái vùng nông thôn. Thì cái điều kiện mà vui chơi giải trí hiện tại thì cái cũng chưa có điều kiện. Do vậy thì nhà trường cũng đề xuất với lãnh đạo là tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thêm cái khu cái nhà đa năng để mà tạo điều kiện cho các em nó có cái cái điều kiện để mà vui chơi giải trí góp phần nâng cao cái cái chất lượng giáo dục của của đơn vị phát huy hiệu quả đạt được trường tiểu học Trần Kim Túc xã Ninh Thạnh Lợi A nói riêng các trường trong huyện Hồng Dân nói chung sẽ tiếp tục quan tâm vận động các cấp các ngành các mạnh thường quân và người dân tham gia tích cực hơn vào phong trào xã hội hóa nhất là việc xây dựng cơ sở vật chất và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong huyện và phấn đấu nâng số lượng đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lên 25 trường đến cuối năm học này. Là một vụ cháy nữa xảy ra trong mùa khô năm nay, vào khoảng 12 giờ trưa nay, trên kênh sáng Cà Mau Bạc Liêu, đoạn kênh nằm ngay sau cửa hàng xăng dầu số 17, đường 23 tháng 8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, xảy ra một vụ cháy tàu chở xăng dầu. May mắn là ngay khi tàu phát cháy ở khu vực buồng lái, đội phòng cháy chữa cháy của cửa hàng xăng dầu số 17 đã nhanh chóng khống chế và dập tắt lửa. Tàu chở xăng dầu mang số hiệu kiểm soát của tỉnh An Giang AG12371 neo tại cảng nội bộ cửa hàng xăng dầu số 17 để nhập nhiên liệu. Ngay sau khi tàu nổ máy chuẩn bị rời cảng thì bốc cháy ở khu vực buồng lái. Đội phòng cháy chữa cháy của cửa hàng xăng dầu số 17 đã nhanh chóng khống chế và dập tắt lửa, đồng thời gọi điện báo ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh. Bốn xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt xử lý triệt để vụ cháy. Khi tàu bốc cháy, chủ tàu tài công trên tàu đã nhảy xuống kênh, trong đó có hai người bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc trên tiếp tục được lực lượng chức năng xem xét làm rõ nguyên nhân phát sinh. Sự ứng cứu xử lý kịp thời vụ cháy không để thiệt hại lớn về người và tài sản của đội phòng cháy chữa cháy công ty xăng dầu số 17, một lần nữa khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ đóng vai trò hết sức quan trọng trong phòng chống cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, giờ chiều hôm nay, Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Quỹ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thông tin chi tiết về hội nghị này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình Thời sự tối của Đài truyền hình Bạc Liêu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.